Tập 19. Thủ lĩnh nói rằng các anh tới trễ nên không gặp. Là như vậy, núi bị lở nên đường lên núi đều bị chặn lại. Chúng tôi phải đi đường vòng mới tới đây, nên mới tới muộn, làm phiền ông mau giải thích giùm. Tư lệnh à, hắn không chịu gặp chúng ta, giờ phải làm sao? Nực cười, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Thuốc đã cầm tới cho hắn rồi, đi đường vòng nên tới trễ thì lại không chịu gặp chúng ta. Đây rõ ràng là làm khó dễ chúng ta rồi. Tư lệnh, chúng ta về. Đứng lại. Rõ ràng là chúng ta làm sai trước, vì quả thật là chúng ta đã tới trễ. Chúng ta hiện giờ chỉ có thể ở đây chờ thôi. Chờ sao? Chờ tới khi nào đây chứ? Chờ tới khi nào thủ lĩnh chịu tiếp đón chúng ta mới thôi. Nếu ông ta vẫn không chịu tiếp đón, vậy chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ. Yên tâm, trái tim cũng làm bằng thịt. Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại Phim TV. Tư lệnh, tư lệnh à, anh chỉ chịu mới hết bệnh đó. Thủ lĩnh, anh dậy rồi hả? Mưa tạnh chưa? Mưa tạnh rồi. Họ còn ở đây không? Vẫn còn. Họ vẫn đứng yên dưới mưa, không hề nhúc nhích. Hơn nữa, còn không bung dù. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Hơn một canh giờ rồi.
Tư lệnh Lưu, tôi khâm phục anh là một hảo hán. Nhìn thấy anh đứng dưới mưa lớn chờ tôi hơn một canh giờ. Người bạn người hán này, tôi kết giao. Tảng đá không thể lấy làm gối, người hán không thể làm bạn. Mỗi tảng đá đều khác nhau. Người hán cũng không ai giống ai. Anh là một người hán tốt, còn là một anh hùng. Để thể hiện tình bạn của tôi với người hán các anh, tôi lập tức mở kho lương thực. Hồng quân chúng tôi đã nói lời giữ lời. Mau lấy thuốc ra. Tư lệnh chúng tôi đã đem thuốc quý nhất của chúng tôi cho anh. Mau dẫn tôi tới chỗ em trai của ngài. Chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức chữa trị cho người bệnh. Cảm ơn. Cảm ơn người bạn Hồng Quân. Lữ trưởng, mọi chuyện xử lý sao rồi? Theo chỉ thị của chỉ huy Đặng, tôi đã thổi phồng những chuyện liên quan tới Hồng Ma Quân. Hiện giờ người di từ Đà Ô tới Dương Bãi Tử, ai cũng biết rằng nếu để cho Hồng Ma Quân đi qua, họ sẽ bị tổ tiên trừng phạt. Chuyện này anh làm không tệ. Đảng quốc rất cần hợp tác với những người như anh. Nếu như có được nhiều người như anh, vậy thì thiên hạ thái bình rồi. Cảm ơn chỉ huy Đặng đã khích lệ. Vậy còn chuyện thứ hai, ý anh nói kết minh à? Thủ lĩnh Lạp Mạc đã đồng ý rồi. Hiện tại mấu chốt vẫn là Tiểu Diệp Đan nhà Quả Cơ. Tôi đã nói chuyện với cậu ta hai lần, hiện giờ cậu ta vẫn chưa đồng ý. Vậy phải thế nào thì mới đồng ý kết minh đây? Anh ta nói nếu muốn kết minh thì trước tiên phải thả các con tin trong Di Ca Lý ra, nếu không thì khỏi bàn tới chuyện kết minh. Tiểu Diệp Đan này đúng là quá không biết điều. Bộ Tư lệnh Thành Đô, Lương Nguyên Chương gửi điện báo, Đảng cách mạng sau khi lấy được thành Việt Tây để tiến hành việc tuyên truyền rộng rãi trong người dân. Tôi biết rồi. Hiện giờ tôi chỉ muốn biết vị trí chính xác của Mao Trạch Đông, chính xác là hắn đang ở đâu. Đội biệt kích Khang Trạch đã phái người đi trinh sát. Hiện tại khu vực núi Đại Lương, các vùng quanh đó đều có hoạt động của Hồng Quân, bao gồm trấn Lễ Châu, trấn Lô Cô, thành Ninh Thư, huyện thành Việt Tây, nên quả thật không biết Mao Trạch Đông đang ở chỗ nào. Đám Khang Trạch này chỉ có nuôi tốn cơm, ngay cả chuyện nhỏ vậy cũng làm không xong, làm sao đối với Đảng cách mạng đây? Họ chịu vào đâu để đấu với cách mạng chứ? Hiểu rõ. Tôi lập tức thông báo với bọn họ nhanh chóng điều tra cho ra. Chú Biên Tam, trưởng quan, đây, nếm thử trà Xuyên Nam của chúng tôi. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi vốn thích uống trà có vị nồng đậm như vậy. À đúng rồi, tôi có chuyện này. Chú Biên Tam, sau này chú đừng gọi tôi là trưởng quan nữa. Tôi họ Dương, tên Dương Tử Mặc. Chú gọi tôi đồng chí Dương là được rồi. Đồng chí Dương, được. Được. Chú Biên Tam, đối với người Chi ở trên núi, chú có hiểu về họ không? Có chứ. Nhà họ Biên của tôi với nhà Khỏa Ngũ ở miền Bắc Đà Ô còn thân thích hơn nữa. Chú nói cho tôi biết tập tục của người Chi ở miền Bắc đi. Từ Dương Bãi Tử ở miền Bắc Đà Ô cho tới vùng An Thuận Trường, người Chi chủ yếu chỉ có ba nhà lớn, theo thứ tự
sẽ là nhà Quả Cơ, nhà La Hồng và nhà Khỏa Ngũ. Trong đó, nhà Quả Cơ có thế lực lớn nhất, người đông nhất, súng cũng nhiều nhất. Là vậy sao? Còn quan hệ của họ với người Hán thì như thế nào? Ngay từ thời xa xưa, họ đã giao tranh không ngừng với người Hán, nhất là đối với quan phủ của vùng này. Họ bị quan phủ ức hiếp và đàn áp, kéo tới những cuộc xung đột triền miên với quan phủ địa phương. Vậy là những người cai trị đó đã làm không tốt rồi. Nếu về quan phủ của người Hán, dựa vào đâu để cai quản những người Di ở đây? Chính quyền người Hán cai quản người Di bằng chế độ Côn Tinh. Là kiểu chế độ Côn Tinh gì? Đó là chính quyền người Hán xây một Di Ca Lý ở trong thành Ninh Thự, kiểu giống như nhà giam đó. Sau đó thủ lĩnh người Di của các nhà sẽ đưa người thân quan trọng nhất của mình tới Di Ca Lý ở trong thành làm con tin. Nếu như có người Di nào dám chống đối lại với quan phủ hoặc là làm loạn, như vậy quan phủ có thể bắt con tin trong Di Ca Lý giết chết. Cứ như vậy, thủ lĩnh người Di của các nhà không ai dám làm loạn hết. Chế độ con tin này đúng là quá độc ác. Dạng áp bức người dân kiểu này trên thực tế chỉ có tạo ra một ngọn núi lửa trong lòng của họ thôi. Cái gì? Núi lửa là một kiểu nói ví von thôi. Nói cách khác, chế độ con tin này thật sự rất tệ. Một khi họ như núi lửa bùng phát thì chế độ bất công này sẽ bị lật đổ một cách hoàn toàn. Lật đổ hết. Lật đổ chế độ. Đau hả? Ráng chịu một chút. Thảo dược này rất là tốt, thoa lên mấy ngày là sẽ khỏe lại thôi. Cảm ơn Thi Chi. Hiện giờ tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Anh bị thương quá nặng, cần phải ăn được đồ bổ, không thể chỉ ăn cháo loãng. Mộc Háp đại ca, ở gần đây có chỗ nào bán gà sống không? Ra khỏi cửa, đi dọc theo đường này lên phía trước, tới đầu đường thì rẽ phải, sẽ thấy một chợ nhỏ ở đó. Không cần đâu Thi Chi, cơ thể của tôi cứng cáp lắm, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏe lại. Như vậy không được, anh phải mau khỏe lại mới được. Chúng ta đâu có tiền. Chuyện này anh đừng có lo, tôi có cách. Tiệm cầm đồ. Ông chủ. Cô gái, cô cần gì sao? Đây là vòng tay mẹ tôi để lại cho tôi. Ông xem thử, đáng giá được bao nhiêu? Vòng tay này không tệ nghe, bạc chất lượng cũng tốt. Cầm vòng tay này cô không tiếc sao? Hiện giờ tôi đang cần tiền để cứu người. Ông chủ, ông nhận chiếc vòng này đi. Được rồi, coi như là tôi giúp cô lần này 3 đồng đại dương. Thế sao hả? Cảm ơn ông chủ. Cô giữ kỹ. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Nè, anh nhìn đi,
Con gà trống này lớn biết bao nhiêu. Đúng vậy, gà đem đi hầm canh, bồi bổ cơ thể rất tốt. Mộc Khắp đại ca, anh tranh thủ làm thịt con gà này rồi đem đi hầm canh đi. Được rồi. Thiên Tuấn à, anh thấy sao rồi? Đỡ nhiều rồi. Tôi vừa mới đi lại trong phòng, cũng đi được một vòng rồi. Anh nằm xuống đi, đừng có đi lung tung nữa. Anh phải tranh thủ dưỡng thương thật là tốt. Được, nghe lời cô. Mộc Khắp đại ca, sao rồi anh? Đang làm đây. Như vậy không được đâu. Đưa cho em, để em phụ anh. Dựa theo lời khai của hai trinh sát viên trong đội khi liên lạc với tổ chức đảng ngầm, Trần Nhất Nam đã tự mình đến tiệm máy trình ký ở phía đông thành Đinh Thự để liên lạc với họ. Nhưng mà anh ta hoàn toàn không thể ngờ rằng kẻ địch đang giăng ra một cái bẫy chờ bọn họ rơi vào. Cậu Mây Đồ à, anh họ của tôi kết hôn, tôi đi dự hôn lễ nhưng lại không có quần áo phù hợp nên muốn tới chỗ anh may một bộ. Anh có giày dóc hay không? Không có. Tôi nghĩ chỗ anh có loại giày đen. Không thành vấn đề, chỗ tôi có giày đen mà anh cần. Đi, mời vào bên trong, lựa chọn một chút. Mời. Đồng chí Chu, đây là đồng chí Chu Hoài Ngọc, quỹ viên công quỹ tạm thời ở thành Ninh Thự chúng tôi. Xin chào. Xin chào. Tôi là đội trưởng tiểu đội trinh sát Hồng Quân Trần Nhất Nam. Tôi chờ anh lâu lắm rồi. Canh ngồi đi, tôi ra ngoài canh chừng. Được rồi, ngồi. Mời. Cuối cùng cũng chờ được các anh rồi. Nghe nói là các anh đã qua sông Kim Sa, qua thành Hội Lý, hiện giờ đã tới trấn Lô Cô rồi. Phải. Quá tốt rồi. Tình hình ở Ninh Thự sao rồi? Hiện nay Ninh Thự là do lữ đoàn 20 của đảng Tú Định đóng giữ. Người này chống đối cách mạng nên vô cùng phách lối. Chúng tôi có rất nhiều đồng chí đều chết thảm trong tay hắn. Nhất là đầu năm nay, hắn đã tiến hành tấn công quy mô vào các tổ chức đảng ngầm. Chúng tôi đã bị tổn thất hơn phân nửa lực lượng. Nhờ có tỉnh quỹ trợ giúp, chúng tôi mới thành lập được công quỹ tạm thời. Sức chiến đấu của lữ đoàn đảng Tú Định ra sao? Tính ra lữ đoàn 20 của đảng Tú Định trong nhóm quân của Lưu Văn Quy, sức chiến đấu cũng không mạnh lắm, càng không thể so với lữ đoàn thiết giáp. Nhưng mà khu vực này vô cùng phức tạp, nhất là khi người Hán người Di sống chung. Hơn nữa đảng Tú Định còn kiêm luôn chức quan chỉ huy giải quyết sự vụ khu vực người Di ở núi Đại Lương. Cho nên trong đội quân của hắn có rất nhiều người Di, khả năng tác chiến vùng núi vô cùng mạnh. Vậy tình hình các nhà người Di ở miền Bắc Đà Ô, canh có rành không? Rành chứ. Tôi lớn lên ở thành Ninh Thự này, trên núi còn có nhiều anh em kết nghĩa, chúng tôi còn thường xuyên đi lên đó. Vậy thì tốt quá. Hiện giờ chúng tôi cần nhất chính là kiểu đồng chí như anh giúp chúng tôi tìm hiểu tình hình trên đó. Anh xem có thể đi với tôi một chuyến không? Đi đâu chứ? Trấn Lô Cô. Tôi dẫn anh tới gặp thủ trưởng số 1 của chúng tôi. Anh có thể nói rõ tình hình ở đây cho các thủ trưởng biết. Thủ trưởng số 1 à? Ai vậy? Gặp rồi anh sẽ biết. Được. Lúc nào xuất phát? Tôi trở về sắp xếp một chút. Đúng 5 giờ sẽ tập hợp ở đây. Chúng ta sẽ đi suốt đêm. Được. Không gặp không về. Không gặp không về. Thủ trưởng số 1. Bọn họ nói vậy sao? Không sai. Bọn họ nói là thủ trưởng số 1. Vậy thủ trưởng số 1 này rốt cuộc là ai? Mao Trạch Đông, Chu Đức, Chu Ân Lai. Không thể nào. Sao họ lại ở trấn Lô Cô được kia chứ? Có khi nào là đảng cách mạng đang phô trương thanh thế? Tuy nói là thủ trưởng số 1 nhưng mà thật ra cũng không phải là chức quan gì lớn lắm. Rất có khả năng này. Tóm lại dù có thế nào, hôm nay cậu cũng phải tới trấn Lô Cô gặp thủ trưởng số 1 đó. Cậu cần phải biết nắm rõ hắn tên là gì. Rõ. Vậy con sẽ mang theo vũ khí. Nếu có cơ hội con sẽ xử lý hắn. Nhưng mà Tử Giang à, việc xử lý tên trưởng quan không biết rõ thân phận này so với việc biết rõ phiên hiệu của một đội quân cùng với ý đồ thực sự của bọn chúng thì càng có ý nghĩa hơn. Đây chính là giá trị của một đặc công. Cậu hiểu rồi chứ? Hiểu rồi. Minh Thành, nghe nói hôm nay anh bị mắc mưa. Không sao chứ? Mưa vào mùa này không có gì đáng ngại đâu. Mấu chốt là bác sĩ Đường sau khi khám bệnh cho em trai của thủ lĩnh đã cho dùng ký ninh, bệnh tình lập tức được khống chế. Quá tốt rồi. Đây mới gọi là lấy lòng so lòng, thật lòng đối đãi. Đúng vậy, thủ lĩnh Giác Cáp đã cho người đưa lương thực xuống núi rồi. Tới bữa cơm tối các chiến sĩ của chúng ta đã có cơm ăn rồi. Quá tốt rồi. Minh Thành, lần này anh lại lập công lớn nữa rồi. Đây không phải là công lao của tôi.
Đây là chúng ta đã cùng nhau thực hiện theo kiến nghị của bên trên, là kết quả của chính sách dân tộc của đảng ta. Cũng nhờ có chính sách tốt, chiến sĩ của chúng ta hôm nay mới có cơm để ăn. Đúng vậy. Tôi tin rằng tương lai chúng ta nhất định sẽ thuận lợi vượt qua sông Đại Đô. Báo cáo. Tiểu đội trinh sát gửi điện báo. Nhóm Trần Nhất Nam đã liên hệ được với tổ chức đảng ngầm dự phòng ở trấn Đại Kiều, đã gặp được quỹ viên công quỹ tạm thời của thành Ninh Thự, hy vọng có thể đưa đến đội tiền trạm để gặp mặt chúng ta. Xem ra tình hình tiến triển không tệ đâu. Nếu có quỹ viên công quỹ ở địa phương trợ giúp, việc giao tiếp giữa chúng ta với người Chi sẽ càng nhanh thực hiện được. Nhưng mà tình hình ở vùng này tương đối phức tạp, chúng ta cần phải cẩn thận một chút mới được. Vậy vị đồng chí đảng ngầm kia, chúng ta có gặp hay không? Gặp. Thông báo với Trần Nhất Nam, kêu họ lập tức khởi hành, tối nay sẽ gặp mặt, rõ. Đồng chí Chu, anh tới rồi hả? Chờ lâu không? Tôi chuẩn bị xong rồi, chúng ta lên đường ngay đi. Được. Vậy chúng ta ra thành tới trấn Lô Cô. Được. Đội trưởng, bộ chỉ huy của thủ trưởng còn cách xa đây không? Không xa, phía trước đã tới rồi. Báo cáo, có đội trưởng Trần tới. Mau mời vào đi, rõ. Mời. Thủ trưởng, sao giờ mới tới vậy? Tôi chờ cậu nửa ngày rồi. Trời tối, đường không dễ đi. Tôi cố gắng lắm mới tới được đây. Thiên Tuấn hiện giờ sao rồi? Sau khi chúng tôi tới cứu anh ấy ra ngoài, mới biết anh ấy bị thương quá nặng. Tôi tìm được một căn nhà người ta bỏ hoang, nên đưa anh ấy về đó dưỡng thương. IETV và một đồng hương người Di đang chăm sóc anh ấy. Mọi người nhớ phải cẩn thận đó. Tôi lệnh yên tâm đi, đều là người đáng tin cậy. Cậu có đưa đồng chí quỹ viên công quỹ tới đây không? Có đưa tới, đang chờ ngoài cổng. Anh ta tên là Chu Hoài Ngọc. Tôi dựa theo cách thức mà tổ chức đảng ngầm ở Hỷ Đức hướng dẫn tới trấn Đại Kiều tìm kiếm, cuối cùng cũng liên lạc với họ. Phương thức liên lạc giám hiệu có vấn đề gì không? Không có vấn đề. Lúc tôi chở anh ta tới đây cũng không nói là dẫn tới gặp ai, chỉ nói là gặp thủ trưởng số 1 thôi. Tốt, mau mời cậu ta vào đi. Rõ. Mời. Bên này. Đồng chí Chu, đây là thủ trưởng số 1 của chúng tôi. Chào thủ trưởng. Chào. Nào, mau ngồi đi. Các đồng chí trong tổ chức ngầm ở Ninh Thự đều khỏe chứ? Anh cũng biết rồi, dưới sự thống trị đáng ghét của Đảng Quốc Dân, công tác tổ chức ngầm của chúng tôi vô cùng khó khăn. Chúng tôi phải chịu nhiều cực khổ, chịu rất nhiều mất mát. Quan trọng nhất là có rất nhiều đồng chí đã hy sinh. Tôi biết công tác ngầm ở trong lòng địch là vô cùng khó khăn. Hiện giờ tốt rồi, cậu nhìn đi, chúng ta vừa mới gặp mặt đã có cảm giác như là người thân. Anh nói điều này rất đúng, chúng tôi đều đang trông canh có thể mau chóng đánh tới đây. Thủ trưởng à, không biết xưng hô như thế nào? Tôi họ Lưu, Lưu Minh Chiêu. Thủ trưởng Lưu, mong anh tranh thủ sắp xếp nhiệm vụ cho chúng tôi. Các đồng chí trong tổ chức đều đang trông mong được làm việc cho đảng. Chúng tôi bây giờ nóng lòng muốn biết rõ việc bố trí binh lực của đảng Tú Đình. Còn một việc nữa là chúng tôi muốn mau chóng có thể liên lạc với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan của nhà Quả Cơ. Liên lạc với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan à? Tại sao vậy? Nhà họ không phải là nhà lớn nhất trong khu người Di sao? Có vấn đề gì à? Không có vấn đề gì. Để tôi nghĩ xem. Tôi có cách rồi. Tôi sẽ liên hệ với một người Hán đã kết nghĩa với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan, để người này đại diện cho Hồng quân tới thương lượng trước với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan.
Nhưng mà chuyện này cần phải có một chút thời gian. Nhiệm vụ và thời gian của chúng tôi đang rất khẩn cấp, hy vọng cậu làm nhanh lên. Tôi hiểu rồi. Sau khi trở về, tôi sẽ bắt tay vào việc, tranh thủ ngày mai trước khi trời tối có thể làm xong chuyện này. Quá tốt rồi. Vất vả cho cậu quá. Thủ trưởng nói đi đâu vậy? Đây là bổn phận và nhiệm vụ của chúng tôi. Nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép về trước đây. Được. Đội trưởng Trần. Có. Lập tức hộ tống đồng chí Chu đi suốt đêm về tới thành Ninh Thự. Phải chú ý an toàn. Rõ. Xin thủ trưởng chờ tin tốt của tôi. Được. Đội trưởng Trần, vị Lưu Minh Chiêu này rốt cuộc là quan lớn gì vậy? Người này hả? Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dưới tay của người này chắc chắn phải có tới mấy ngàn người chứ. Cũng gần như vậy. Vậy thì lớn hơn Lữ trưởng rồi. Chúng ta mau tranh thủ lên đường. Trước khi trời sáng phải tới được thành Ninh Thự. Được. Trụ sở trung cấp quân quỷ, trang viên thổ quan Trấn Lễ Châu, quân đoàn chính gửi điện báo. Hai lộ quân Tiết Nhạc đã tới thành Hội Lý, cùng với lính của Lưu Nguyên Đường hợp thành một đội, hiện đang tiến lên phía Bắc. Nhưng mà theo quan sát của La Bính Quy, hiện giờ tốc độ truy đuổi hình như đã chậm lại hơn rất là nhiều. Không giống như lúc ở bờ nam sông Kim Sa, truy đuổi chúng ta thật khốc liệt. Đây có lẽ là Lão Tưởng đã tính toán lại. Trong lần thứ năm giải quyết cánh quân Trung ương Hồng quân chúng ta, hắn đã chững vàng hơn, thận trọng từng bước. Hiện giờ việc bố trí canh phòng của Lưu Văn Quy dọc theo bờ sông cũng đã hoàn tất, cho nên hắn không cần phải gấp gáp truy đuổi. Lão Tổng phân tích rất có lý. Hiện tại Tượng Giới Thạch đã nhận ra rằng Mùi Dị bị binh đuổi theo, bốn bề cô lập, đi đâu cũng bị vây đánh. Chúng ta đã quá quen rồi. Nhưng mà việc hai lộ quân tụ hợp cùng với quân của Lưu Nguyên Đường cũng không phải là chuyện tốt, là chuyện xấu. Nhưng nếu như nhìn từ góc độ khác thì là chuyện tốt. Bọn họ chậm lại, đối với chúng ta mà nói thì càng có thêm thời gian để qua sông. Còn thế trận mà chúng định dây chúng ta tại sông Đại Đô hiện giờ vẫn chưa bố trí xong. Tôi còn mong bọn họ tiến hành thật nhanh. Nếu nhanh sẽ dễ bị xáo trộn, rất có lợi cho chúng ta. Tôi đề nghị nên gửi điện báo cho La Bính Quy, Hà Trường Công, kêu họ không cần gấp gáp phải rút lui, cần phải tỉ mỉ quan sát động tĩnh của quan truy đuổi để kịp thời báo cáo mọi lúc. Hai ngày nay tôi đang nghiên cứu chính sách mà Đảng Quốc Dân đối với việc thống trị người Di và cả tình hình của người Di ở khu vực núi Đại Lương. Tôi phát hiện sau này đồng chí Minh Thành và Dinh Đạt sẽ còn gặp khó khăn rất lớn trong công việc của họ. Đồng bào người Di vì phải trường kỳ chịu đựng sự áp bức của chính phủ quốc dân, cho nên sự thù địch đối với người Hán của chúng ta là rất lớn. Nên hiện giờ lượng công việc của chúng ta là rất lớn. Cũng may chúng ta cũng đã xác định được chính sách quản lý các dân tộc. Hiện tại là lúc để khảo nghiệm chính sách của chúng ta. Đối với đồng chí Minh Thành, ngoại trừ việc quán triệt thực hiện theo đúng chính sách của dân tộc đảng ta, còn phải đặc biệt chú trọng công tác tiếp xúc với các thủ lĩnh người Di. Điểm này là vô cùng quan trọng. Quân trưởng, hôm nay nghe được một chuyện rất là thú vị. Chuyện gì? Dương Sâm hôm nay đã tới thành đô. Hắn tới thành đô để làm gì? Chuyện này còn phải hỏi sao? Khẳng định là đi gặp Quỷ Viên trưởng rồi. Anh đoán không sai chút nào. Lão Tưởng này chơi một đòn quá thâm độc. Hắn để chúng tôi phải quay vòng vòng quanh ông ta, sau đó thì diệt trừ từng người trong chúng tôi. Nếu đứng về mặt mưu lược chính trị mà nói thì đây chẳng phải là cao chiêu gì, cùng lắm cũng chỉ được xem là hạ lưu thôi. Nhưng mà Dương Sâm sau khi vẫy tay được một cái là đã đẩy hai lữ đoàn của tôi ra. Như vậy khi Đảng Cách Mạng tới, hắn có thể tranh công xin thưởng. Nếu Đảng Cách Mạng đi rồi, hắn sẽ quay lại cắn chúng ta một cái, rất nguy hiểm. Chuyện này cần quân trưởng bày mưu tính kế rồi. Nhưng mà Dương Sâm này cùng lắm chỉ là một con chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh. Hắn mong Lão Tưởng thưởng cho hắn một miếng cơm. Nhưng vào lúc này nếu quân trưởng ném cho hắn một cục xương, vậy thì con chó này
chưa biết sẽ nhận ai là chủ đâu. Nói rất có lý, rất có lý. Vậy ngày mai tôi sẽ liên lạc với Dương Sâm. Được, anh đi liên lạc đi. Nhưng mà anh phải cân nhắc, dù sao hắn ta cũng là tổng chỉ huy lộ quân thứ tư. Hiểu rõ. Minh Thành, đối với đồng chí Đảng Ngầm mà Trần Nhất Nam đưa tới, anh thấy sao? Có chút đáng ngờ, không thể tin tưởng hoàn toàn. Lão cáo già Đặng Tú Đình này có nhiều tay chân ở đây, có nhiều việc chúng ta bắt buộc phải đề phòng. Vừa rồi Trung Kích Quân Quỹ gửi điện báo cho chúng ta, muốn chúng ta mau chóng vạch ra kế hoạch tấn công thành Ninh Thự, đồng thời nhanh chóng triển khai việc tiếp xúc với thủ lĩnh Ngự Chi, dọn sạch đường phía trước cho đại đội đi qua. Tấn công là chuyện khá dễ dàng, Đặng Tú Đình chỉ có được 3 tiểu đoàn, lại còn bố trí canh phòng phân tán, sức chiến đấu cũng bình thường. Điều tôi đang lo lắng hiện nay là một khi đánh sẽ bại lộ ý đồ thật sự của chúng ta. Vậy thì phiền rồi. Nhưng nếu không đánh thì phải làm sao? Thành Ninh Thự lại là vật cản chắn ngang phía trước. Chỉ khi đi qua Ninh Thự chúng ta mới tới được trấn Đại Kiều, rồi tiến vào khu vực Đà Ô của Người Chi, sau đó mới có thể vượt qua núi Mã An, cuối cùng lại đi thẳng tới An Thuận Trường. Tình hình trước mắt đang cho thấy khả năng đi vòng qua thành Ninh Thự này không lớn. Nếu đánh thì sợ sẽ bại lộ thân phận của chúng ta, còn không đánh thì lại không có cách để đi vòng. Phải làm sao đây? Đúng rồi, việc liên lạc với Người Di của chúng ta phải lập tức bắt tay vào. Nếu không tôi sợ mọi chuyện sẽ không kịp. Tôi sẽ phái hai người trực tiếp đi lên núi, tranh thủ thời gian liên hệ với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan. Tư lệnh, chính quỷ, hai vị ăn khuya đi. Từ lúc nào lại có chuyện khi làm việc ban đêm thì sẽ có phần ăn đêm vậy? Không phải là tôi kêu đầu bếp làm cho hai vị đó. Cậu kêu nấu sao? Phải, gan cậu cũng lớn thật đó. Không phải chúng ta đã có lương thực rồi hay sao? Tôi thấy tư lệnh với chính quỷ hai ngày nay quá cực khổ nên mới kêu thêm nấu một ít. Anh bạn đồng chí, lương thực có thể tùy tiện lấy ra ăn như vậy hay sao? Mỗi người mỗi ngày được bao nhiêu đã có định lượng nhất định. Vừa có lương thực là ăn uống tùy tiện. Cậu có biết tiếp theo chúng ta sẽ còn gặp khó khăn thế nào không? Không biết đi tới đâu mới có thể tiếp tục bổ sung lương thực được nữa. Thấy có lương thực là ăn uống thoải mái. Nếu lỡ xảy ra chuyện lớn gì, lúc đó kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Cậu có biết không? Tư lệnh à, anh nói rất phải, nhưng đã lỡ nấu rồi, anh ăn một chút đi. Không được, phần này tuyệt đối không được ăn. Hồng Bình, có, mang phần thức ăn trở về đi, tôi cho cậu biết. Sau này nếu tôi biết được có ai tùy tiện sử dụng dư khơn định lượng, nghiêm trị không tha. Rõ. Chú Ba, sao chưa gì cậu đã quay lại rồi? Con vừa từ trấn Lô Cô vậy, đã gặp được thủ trưởng số 1 Hồng Quân kia. Có vài việc con cần báo cáo ngay. Ngồi xuống rồi nói. Chú Ba, lần này chú đoán không có sai. Binh lực của Hồng Quân ở trấn Lô Cô này quả thật không ít. Con đoán chừng ít nhiều gì cũng phải mấy ngàn người. Trên đường con quan sát rồi, hiện tại dọc sườn núi ở ngoài trấn đều là Hồng Quân. Theo như lời cậu nói, chẳng lẽ đây là quân chủ lực của Đảng Cách Mạng sao? Có phải là quân chủ lực hay không cô không dám xác định, nhưng chắc chắn đây không phải là đội quân nhỏ. Vậy đây là đội quân nào chứ? Phiên hiệu là gì? Chuyện này con vẫn chưa biết. Miệng của bọn chúng rất kín, con không thể tra hỏi được điều gì. Nhưng mà con có hỏi được tên của thủ trưởng số 1 bên bọn chúng. Tên là gì? Lưu Minh Chiêu. Lưu Minh Chiêu, chưa từng nghe nói tới tên này. Cậu có chắc không? Con chắc chắn. Tên này là chính miệng của hắn nói cho con biết. Bộ chỉ huy của bọn chúng đang đóng trong một miếu quan đổ nát ở trấn Lô Cô. Đám Đảng Cách Mạng này đối với con rất thân thiện. Hiện tại hoàn toàn đã tin tưởng rằng con chỉ là quỷ viên công quỹ tạm thời ở Ninh Thự. Bọn họ không ngừng hỏi con về tình hình đang diễn ra ở Ninh Thự này. Còn hỏi rất kỹ việc bố trí binh lực của lữ đoàn 20 chúng ta. Vậy bọn chúng đã có ý muốn đánh chúng ta. Còn chuyện này nữa, thủ trưởng số 1 tên Lưu Minh Chiêu này còn nhờ con tìm người hỗ trợ, giúp hắn tới nhà Dương Bãi Tử liên lạc với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan nhà Quả Cơ.
bọn chúng cũng đều mắc tới Tiểu Diệp Đan sao? Con cảm thấy vậy. Được rồi, chuyện này cậu làm rất tốt. Trở về chờ lệnh của tôi đi. Đúng rồi, còn một chuyện rất quan trọng con cần phải nói ngay với chú. Nói đi. Vị thủ trưởng số 1 tên Lưu Minh Chiêu này dặn con tối mai mang theo tin tức tới bộ chỉ huy tìm hắn. Chú thấy vậy cậu cứ đi đi, lấy giả làm thật. Cậu cứ nói cậu đã gặp được Tiểu Diệp Đan. Chủ yếu nhất là cần phải biết rõ bọn chúng tới đinh thự này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Con biết rồi. Được rồi, đi về đi. Được. Không đi ngủ còn ở đây làm gì? Trong lòng có việc không ngủ được. Bị tôi dạy dỗ vài câu, trong lòng cảm thấy ấm ức phải không? Không dám ấm ức. Nói dối, ai bị mắng trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Nếu là tôi đã cãi sùm lên rồi. Cãi cọ quậy phá một trận, chẳng phải như vậy mới hả dạ sao? Cậu theo tôi bao lâu rồi? Từ lúc quân Trung ương ở Thượng Hải, tôi đã đi theo tư lệnh. Mấy năm nay cậu cùng tôi trải qua phong ba bão tố, coi như cũng là đồng chí lão thành từng trải qua trăm trận. Lúc bắt đầu, khi chúng ta rời khỏi khu Xô Viết ở Giang Tây, là hơn 80.000 người. Trải qua đoạn đường bom đạn này, sau khi qua được sông Kim Sa thì chỉ còn lại 27.000 người. Trong đó hơn một nửa không phải là chiến sĩ chiến đấu, người có thể cầm súng đánh trận. Tính ra chỉ hơn 10.000 người. Họ đã chiếm hơn một nửa trong chi đội tiền trạm này. Những người này cũng là vốn liếng của Hồng quân chúng ta. Chúng ta một mặt muốn dẫn dắt mọi người đột phá vòng vây, thoát khỏi kẻ địch. Một mặt khác cũng muốn dùng hết khả năng của mình để bảo vệ bọn họ. Các đồng chí ấy đều đang bừng bừng ngọn lửa cách mạng. Nếu những người này cũng bị kiệt sức, vậy thì con đường cách mạng của chúng ta cũng không còn. Cậu nói đi, tôi mắng cậu có đúng không? Đúng. Cậu coi tôi đi, lúc còn trẻ tôi đã rời khỏi giảng đường rất sớm, gia nhập quân Tứ Xuyên, đi theo Hùng Khắc Dũng. Về sau thì tham gia cách mạng. Tổ chức bên trên đưa tôi sang Liên Xô học. Sau khi trở về thì tiếp tục làm cách mạng. Có thứ gì ngon mà tôi chưa từng được ăn? Mấy món ngon đó chẳng lẽ tôi chưa ăn à? Nếu không phải tôi tham gia cách mạng, có lẽ cuộc sống của tôi an nhàn hơn hiện nay rất nhiều, có đúng không? Nhưng mà đồng chí à, chúng ta ai cũng mang theo lý tưởng và tín ngưỡng khi tham gia cách mạng, cậu biết không? Vậy thì nhất định chúng ta phải kiên trì cho tới cùng. Một chén cháo loãng không là gì hết, nhưng mà tôi là tư lệnh, tôi nhất định phải có thái độ này. Mọi người giao hết tính mạng cho chúng ta phải dốc hết toàn lực của mình để giảm bớt sự hy sinh không cần thiết, cố gắng mang tới bình an cho mọi người, để họ an toàn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cậu hiểu chưa? Đừng nói nữa tư lệnh à, tôi biết mình sai rồi. Biết sai thì trở về ngủ đi. Rõ. Tư lệnh cũng nghỉ ngơi sớm đi, mệt mỏi cả ngày rồi. Nếu cậu cứ thường xuyên khiến tôi phiền thêm với mấy chuyện này nữa thì tôi không thể ngủ yên giấc được. Đi đi. Rõ. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Báo cáo, có chuyện gì? Có tướng Dương Sâm, tổng chỉ huy lộ quân thứ tư xin gặp. Mau mời vào đi. Rõ. Quý viên trưởng, tổng chỉ huy lộ quân thứ tư Dương Sâm. Dương tướng quân, qua đây qua đây. Hành quân đường xa mệt mỏi vất vả rồi,
vì kế hoạch của đảng quốc, thuộc hạ có chết cũng không từ. Tốt lắm, tốt lắm. Nào nào, qua đây, ngồi đi. Ngồi, dạ. Mời ngài. Tử Huệ à, trên đường đi đến đây, cậu cảm thấy sao? Báo cáo quỹ viên trưởng, tôi đã cho lữ đoàn 2 cùng lữ đoàn 6 thiết lập phòng tuyến dọc theo sông. Tôi nghe nói rồi, đây cũng là vốn liếng của anh đó, có phải vậy không? Tử Huệ à, mấy tin tức bất mãn và bất lợi cho cậu có người rỉ vào tai tôi rồi. Là không cần để ý, còn không phải là do mấy kẻ ghen tị sao? Không cần để ý. Lưu Văn Quy, sao hắn lại nói như vậy? Hội chiến ở sông Đại Đô lâu nay là do quân đoàn 24 của Lưu Văn Quy chủ trì tuyến phòng bị. Hiện tại đột nhiên lại có thêm hai lữ đoàn của anh, nên hắn đương nhiên có chút bất mãn rồi. Nhưng mà anh yên tâm đi, chuyện này tôi đã cho chìm xuống rồi. Quỹ viên trưởng, vậy cuối cùng tôi nên làm sao mới phải đây? Anh đổi nơi đóng quân là do tôi đích thân bố trí, người khác không dám nói gì đâu. Mấu chốt là một khi hội chiến nổ ra, hai lữ đoàn của anh có thể chịu đựng nổi, có thể thắng hay không? Xin quỹ viên trưởng yên tâm, tôi đã hạ tử lệnh. Một khi hội chiến sông Đại Đô khai quả, cấp dưới của tôi phải là xung phong đi đầu, dũng mãnh giết địch. Tốt, rất tốt.